Sáng ngày 4 tháng 5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức lễ phát động cuộc thi viết tìm hiểu biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày 8 tháng 10 năm 1963, ngày 8 tháng 10 năm 2023. Cuộc thi viết tìm hiểu biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, mùng 8 tháng 10 năm 1963, mùng 8 tháng 10 năm 2023, nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cuộc thi gồm 5 câu hỏi về các nội dung như lịch sử hình thành, quá trình phát triển của Bộ đội Biên phòng tỉnh, tình hình đặc điểm biên giới tỉnh Kon Tum, sự ra đời và ý nghĩa của Ngày Biên phòng Toàn dân, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Các cá nhân hoặc nhóm tác giả có thể tham gia một hoặc nhiều bài dự thi. Thời gian tham gia cuộc thi bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 năm 2023 đến ngày 20 tháng 7 năm 2023. Địa chỉ nhận bài dự thi, chấm thi, trao giải tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum. Ban tổ chức cuộc thi sẽ xem xét, lựa chọn các cá nhân, tập thể có bài thi chất lượng để tổng kết trao giải trước ngày 8 tháng 10 năm 2023.